Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, 11:59 và hình như là chuẩn bị chuyển qua 12 giờ đêm rồi à, và tôi đang đi toilet, liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nhờ. Ủa cái gì đây? Tôi đi toilet ra máu à. Ủa cái gì đây? À, intro. Ok, và hiện tại thì tôi đang có mặt ở trong một cái nhà vệ sinh, và như là cửa bị khóa mất rồi, không ra ngoài được. Làm ơn đừng phá toilet à. Sao có ông nào lại vào trong toilet để phá toilet à? Kiếm Skibidi đi hay gì? Ở chỗ này thì có một cái gương, nhưng mà hình như là tôi không thấy được tôi ở trong gương. Mà thường là không thấy được ở trong gương là chỉ có ma cà rồng thôi. Nhưng mà ma cà rồng thì nó sẽ hút máu, còn tôi là hồi nãy tôi đi toilet ra máu thì không biết là nó có liên quan gì nhau không nhờ. Ok, để tôi đi vòng vòng xung quanh đây xem thử coi là tôi sẽ phải làm cái gì ở trong cái toilet này đây. Ở chỗ này thì có một cái máy sấy, nó bị rò điện này. Là mình sẽ sửa câu điện này hả? Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc này thêm một lần nữa. Ủa là sao? Hồi nãy là tôi chơi ngu, tôi đụng vào trong cái ổ điện và tôi bị giật đó không ạ? Bây giờ thì ổ điện đã được sửa lại rồi. Lên tiếng đàn nè. Bạn đã bị nổ và cháy chết. Theo cái gì vậy? Ủa, tôi tưởng là dùng được rồi. Game này đau tim đấy à. Ủa là sao ta? Hiện tại bây giờ là mình bị kẹt ở trong cái toilet này và mình không được sử dụng những cái đồ trong đây hay là sao nhờ? Để tôi xem coi, ở đây mở cửa không được này. Bên này cũng không mở cửa được này. À, đây. À, bây giờ mình chơi theo kiểu logic đi nha. Đó chính là mình vào toilet thì tất nhiên là để đi toilet rồi, chứ không có ai vào toilet để ăn cơm cả. Cho nên là tôi sẽ đi toilet. Ok. Ui, tính ra cặp đùi của tôi nhìn trắng phết mấy ông ạ. Ừ, cái này chắc là xài kem trộn đây. Bấm C để khóc. Ủa. À quên, hình như là phải khóa cửa lại. Ok. Có một cánh tay nó thò qua, hình như là xin tôi giấy thì phải. Hình như là cái ông đi toilet ở bên kia là không có giấy. Giấy à, đây nha. Khoan từ, tôi có đúng một cuộn giấy thôi. Thôi anh dùng tạm cái đồ hút hàm cầu, anh hút tạm được không nhờ? Nó lấy luôn này. Hả? Nó không chịu. Nó không chịu. À đây, ở trong thùng rác có một cuộn giấy mà người ta dùng dở nè. Đấy, tôi cho anh đấy. Ok. Cái gì đây? Don't leave, đừng đi ra ngoài á. Thế thì mình cứ ra thôi, mình lại sợ cái gì? Ủa, làm gì có gì ở ngoài đây đâu ta? Hãy làm ướt nó hả? À ok, có nghĩa là bây giờ làm ướt nó đúng không? Ok, đây, bật nước lên nè. Thả nó vào trong đúng không? À, hình như cái hình này là hình của cái bồn rửa tay này. Và nó có dấu mũi tên, nó chỉ mình lên đây. À đây. Cái gì đây? Ui! Cái máy ảnh này ở đâu xuất hiện vậy? What the hell? Tại sao cái máy ảnh này nó chụp hình tôi mà nó không chụp được thêm cái thân của tôi với cái đầu của tôi, mà nó chỉ chụp được có mỗi cái quần của tôi với lại là một cái cặp mông trắng nõn nà của tôi thế nha. Ui cái con gì vậy? Mày đã bị quái vật bẻ gãy xương đến chết à? What the hell man? Thế là bây giờ là tôi sẽ phải đi vệ sinh lại từ đầu à? Hả? Ok, vẫn là cánh tay của thanh niên hồi nãy. Ok, bây giờ tôi sẽ đưa cho cái anh này cái cuộn giấy của tôi luôn đi. Xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nha. Vẫn tiếp tục là một tờ giấy. Don't leave, đừng đi ra ngoài, y hệt như hồi nãy. Thế thì vẫn ra thôi. Ủa, cái gì đây? À, một quả lựu đạn. Kill him. Oh my god. À, là bây giờ là mình sẽ cầm cái quả này, sau đó mình tháo chốt ra đúng không? Ok, chọi vào trong đúng không? Đây. Bạn đã bị bom nổ chết. Vâng, và bây giờ thì tôi vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Khổ thật sự, cái game này cứ mỗi lần chơi lại là nó lại bắt mình đi lại thêm một lần nữa. Từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu mà yêu nhiều thế. Đấy nha, bây giờ tôi sẽ làm lại thêm lần nữa nha. Đây, lấy quả bom này, sau đó là đứng ở đây để tháo chốt, thả vô. Ok. Lên tiếng đàn nè. Cay thế à. Thả vô không được. Rồi, đi lần thứ tư. Lấy quả bom. Rồi ok. Bây giờ lần này là phải được nha. Từ từ, trước tiên tôi sẽ gõ cửa phòng thanh niên này trước. Thanh niên này sẽ đưa cái tay ra ngoài. Ok. Sau đó mình sẽ lấy quả bom. Tháo chốt ra. Rồi, thả quả bom xuống.
vẫn thua. Yasuo, đi lần 5. Theo như tôi nghĩ nha, là cái quả bom này mục đích của nó không phải là dùng để tiêu diệt cái thanh niên ở trong cái nhà vệ sinh bên này, mà hình như là nó sẽ để ở ngay cái cửa này đi. Thử nha. Rồi chạy. Đúng không? Wow. Đúng này. Wow, hợp lý. Bạn đã bị trượt vỏ chuối chết. Cái yeah, đi ia lần sau. Lần này thì tôi không thể nào chết vì quả chuối được nữa. Ok, tôi sẽ né quả chuối ra. Ok. Ôi, gì đây? Cửa mở được nha. À, không, bị khóa mất tiêu rồi. Bên này thì nó có một cái cửa để thoát ra ngoài. À, nhưng mà hình như là nó phải nhập mật khẩu. Ui, mở được rồi. Cái gì đó nha? Ê! Chapter 4, giật hết cả mình. Ui, cái gì đây? Một bộ xương người. Ending 69, what the hell? Có nghĩa là thanh niên này cũng là một thanh niên gọi là bị kẹt ở trong nhà vệ sinh giống như tôi. Và thanh niên này đã thua và chết ở đây. Ok. Ở bên đây nó có cây rìu nè. À, để đập cái cửa này ra hay sao? Hình như là không đập được cái cửa này ra mấy ông ạ. Ờ, ok. Lại dập vô chui. Rồi, đi ia lần thứ N. Yeah, tôi sẽ lập kỷ lục Guinness là người đi ia nhiều nhất Việt Nam. Chạy tí à. Dùng cái rìu. Đây. À, dùng cái rìu để đập cái cửa này ra. À, ok, nó có gì ở đây nhờ? Nó có một cái tượng của một ông người lùn ở trong Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Nhưng mà sao ở đằng sau cái mông của nó cái cục gì lòi ra nhờ? lít chuột phải à. Lên thiên đàng nè. Tôi lại phải đi ia tiếp rồi mấy ông ạ. Cái game này. Rồi, cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã hiểu được cái game này mục đích của nó tạo ra để làm cái gì rồi mấy ông ạ. Có nghĩa là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải thoát ra khỏi cái nhà vệ sinh này. Và nếu như chúng ta không cẩn thận thì có thể chúng ta sẽ bị một cái ending nào đó, ví dụ như là bị nổ máy nè, hay là bị trượt vỏ chuối và sau đó là đăng xuất khỏi trái đất. Ok, hiểu. Giờ hiểu rồi đó. Có nghĩa là bây giờ chỉ cần thoát ra khỏi cái nhà vệ sinh này là được đúng không? Cái nhà vệ sinh này nó giống như kiểu backroom đó bạn. Kiểu thế. À, hiểu rồi. Ở chỗ này thì tôi thấy nó có một cái biển mật mã nè. Thì mấy cái mật mã này làm cách nào để kiếm được mấy cái số này nhờ? Hay là ở trên mấy cái bảng này nhờ? Có không ta? Không có. Lấy cây rìu để vô đập lấy con kia ra đi. Ok. Nó có cái chữ nào quanh đây không nhờ? Cũng không có luôn. Ở khoảng, từ. À, đây rồi, số 5 mà. Số 5 màu hồng. Còn mấy cái này thì sao? Mấy cái này thì không có chữ. Ngoài cái số 5 kia ra thì tôi thấy là ở trong cái nhà vệ sinh này nó còn có thêm một cái đóng số hình như là từ 1 đến 9. Nhưng mà nó được sắp xếp một cách vô cùng là lộn xộn, cho nên là tôi cũng không tìm được bất cứ thêm một cái số nào khác nữa. À khoan, từ. Ở trên đầu thanh niên này có số 9. À, màu hồng là số 5, xanh lá cây là số 9 đúng không? Đây, màu hồng này là số 5 này. Xanh lá cây là số 9. À, ok. Đây rồi. Ở trong cái tấm hình của tôi hồi nãy là nó có thêm số 2 nằm ở bên góc nữa mấy ông thấy không? Đấy, là có nghĩa là xanh dương là số 2. Ok. Ôi, trời ơi, cái tua bạch tuộc nó xuất hiện tiếp rồi. Quất xa chút hết. Ok. Ây à, vậy có nghĩa là mình phải làm càng nhanh càng tốt. Mình phải tìm ra được cái con số. Ok, khó nha. 2, 6, màu hồng là số 5, xanh lá cây là số 9, màu vàng là số 1. À, được rồi. Ui. Chapter 5. Party beer. And that's all. You're back at the party. Bây giờ phải làm cái gì nữa nha? Làm cái gì tiếp nha? Cái con này là nó có thể nổ được nè. Vậy là có nghĩa là có thể là cái con này cần phải đem đi đâu đó để làm cho nó phát nổ. À, khoan từ. Hình như hồi nãy mấy thanh niên bên kia là tượng đúng không nhờ? And that's all. À đây, cái con này. Là có nghĩa là bây giờ là mình sẽ dùng con này để cho nổ cái chỗ này đúng không? Ok. Oh, and I think I owe you one more ending. Here. Oh, có
nghĩa là game này đến tận 16 ending lần à. Và bây giờ chúng ta đang ở ending số 12. Ủa khoan, vậy là có nghĩa là mình đã win chưa nhờ? Hình như là cái game này là 16 ending mà mình mới vừa qua được 12 ending. Vậy có nghĩa là win chưa nhờ? Ờ, thoát ra khỏi toilet rồi này. Như vậy là win rồi hả? Ok, nói chung là tôi nghĩ rằng là tôi đã phá đảo game phải không ạ? Còn mấy ông nghĩ như thế nào? Mấy ông nghĩ là tôi đã thắng chưa? Thì mấy ông hãy comment xuống bên dưới tôi biết nha. Chứ tôi hiện tại là tôi thấy là tôi qua bên đây là tôi không làm được cái gì tiếp nữa này. Và nó là một ending cuối cùng rồi đấy. Ờ, chắc là thế. Ok, thôi được rồi, phá đảo game rồi anh em. Bây giờ tôi đi vệ sinh đây. Bye anh em nha, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye. Woo!